quý vị và các bạn đã trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Hà Đan rất hy vọng rằng trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những giây phút thoải mái nhất và thư giãn nhất. Nhưng quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin mới nhất hàng ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những thông tin nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Ngọc Trinh bất ngờ cắt phăng mái tóc, dân tình ùa vào thả tim cháy bàn phím. Đang để mái tóc dài tha thước, Ngọc Trinh bất ngờ cắt tóc ngắn cực kỳ duyên dáng trẻ trung. Ngọc Trinh quả là một người đẹp luôn biết cách biến hóa khôn lường. Chưa kịp để khán giả kịp quen với dáng vẻ bánh bèo, người đẹp ngay tức khắc chuyển mình sang phong cách sporty, rồi lại quay trở về hình ảnh quyến rũ gợi cảm tột cùng. Đó là trong chuyện hình ảnh phong cách thời trang, còn về tóc tai cũng thế, đang tóc dài chôm chớm, Ngọc Trinh bất ngờ để tóc ngắn khiến dân tình sau một phút ngỡ ngàng đã ùa vào thả tim tấp nập. Mái tóc ngắn trên vai với tông màu nâu đậm được uốn sóng cực kỳ trẻ trung là kiểu mà Ngọc Trinh chọn lựa. Phía dưới tấm ảnh là không ít những bình luận khen ngợi tới tấp cho vẻ ngoài mới mẻ của cô nàng. Ngọc Trinh quả luôn biết cách khiến khán giả không nhàm chán, hôm nào đang bánh bèo như thế này. Bỗng nhiên quay sang biến hóa theo hình tượng boxy năng động. Còn nhớ hồi giữa năm 2017, Ngọc Trinh cũng một lần xuống tóc. Ở thời điểm đó, người đẹp chọn cho mình mái tóc bóp đang khá thịnh hành và nhuộm tông nâu sáng để tạo nên vẻ ngoài thời thượng. Nhiều khán giả nhận định việc cắt tóc lúc đó là một quyết định táo bạo, đánh dấu sự chuyển mình trong hình ảnh của người đẹp Ngọc Trinh. Từ người đẹp bị nhận xét là bánh bèo, cô nàng thoát xác trong cá tính thời thượng hơn hẳn. Khi đi dự sự kiện, cách làm xoăn sóng và vén nhẹ một bên sau tai được áp dụng để tăng độ nữ tính và sang trọng. Tuy nhiên, kiểu đầu này phải tốn không ít công sức chăm dưỡng, tạo kiểu mới có thể đẹp hoàn hảo. Những lần ra ngoài xòe xòa hay không chăm chút tỉ mỉ, thì mái tóc khiến cô nhận nhiều lời bình phẩm của cộng đồng mạng trong thời gian đó. Cắt tóc đẹp là một chuyện, có dưỡng và tạo kiểu phù hợp hay không còn là vấn đề khác Trinh ơi. Trường Giang mặc trẻ trung đến chúc mừng Ngô Kiến Huy lên chức ông chủ. Ngoài Trường Giang còn có rất nhiều nghệ sĩ Việt đến chúc mừng Ngô Kiến Huy lên chức ông chủ. Sau nhiều năm tức bực với vai trò MC, ca sĩ, diễn viên, Ngô Kiến Huy vừa quyết định thử sức ở lĩnh vực kinh doanh quán cà phê thành phố. Trong ngày lên chức ông chủ, năm nghệ sĩ đa tài xuất hiện với hình ảnh đầy bảnh bao. Ngô Kiến Huy cho biết kế hoạch mới đã được anh ấp ủ suốt một thời gian dài. Là người kỹ tính, anh và ekip phải mất nhiều tháng để tính toán lên ý tưởng rồi mới thực hiện và ra mắt. Trong ngày, Ngô Kiến Huy lấn sân sang lĩnh vực mới, đông đảo các nghệ sĩ bạn bè thân thiết trong làng giải trí đã có mặt để chung vui. Cặp đôi Lý Phương Châu hiền xến vui vẻ chụp ảnh kỷ niệm cùng nhân vật chính. Từ khi công khai mối quan hệ tình cảm, Lý Phương Châu và bạn trai thường xuyên hộ tống nhau đi sự kiện. Do bà xã bận việc riêng, danh hài Trường Giang mặc trẻ trung và lẻ bóng đến chung vui cùng đàn em thân thiết. Hội ngộ các đồng nghiệp nữ xinh đẹp, Trường Giang thoải mái trò chuyện và chụp hình tự sướng cùng với Sĩ Thanh và Khải Như. Liên Bỉnh Phát, Trương Thế Vinh và các nghệ sĩ cùng tham gia Renaman Việt Nam với Ngô Kiến Huy cũng có mặt từ sớm. Cặp đôi diễn viên Khả Ngân và Trương Phạm. Bên cạnh tiếp đón các khách mời, Ngô Kiến Huy còn gặp gỡ ký tặng cho các fan hâm mộ của mình. Thu Thủy và ông xã kém 10 tuổi song ca ngày hạnh phúc trong lễ cưới ở Đà Lạt. Đúng như thiệp cưới rầm rộ vài ngày trước, sáng ngày 4 tháng 7, Thu Thủy đã cùng ông xã kém 10 tuổi Kinh Nguyễn tổ chức cưới tại quê nhà Đà Lạt. Trong lễ cưới tại quê nhà chú rể ở Đà Lạt, Thu Thủy hạnh phúc tay trong tay cùng ông xã kém 10 tuổi Kinh Nguyễn tiến vào lễ đường và song ca bài hát ngày hạnh phúc. Sau khi nhá hàng ảnh cưới, sáng 4 tháng 7, Thu Thủy và bạn trai kém 10 tuổi Kinh Nguyễn đã tổ chức đám cưới tại Đà Lạt, quê của chú rể. Trong ngày hạnh phúc của cặp đôi có sự góp mặt của người thân hai bên gia đình, bạn bè và đồng nghiệp thân thiết. Trước đó, trên mạng xã hội cũng rầm rộ chiếc thiệp cưới của Thu Thủy và bạn trai Kinh Nguyễn được tổ chức tại Đà Lạt vào ngày 4 tháng 7. Thế nhưng, phía ekip cũng như Thu Thủy dường như giấu kín và phủ nhận ngày cưới này. Đến vừa qua, lễ cưới đúng như được tổ chức tại quê nhà của chú rể tại Đà Lạt thơ mộng. Trước đó, có thông tin cả hai sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 4 tháng 7, nên điều này hoàn toàn có cơ sở chính xác. Đây chính là chiếc thiệp cưới được rộ trên mạng xã hội cách đây vài ngày. Nụ cười hạnh phúc của Thu Thủy khi nắm tay cùng ông xã kém 10 tuổi Kinh Nguyễn chuẩn bị bước vào lễ đường làm lễ, được một người bạn thân thiết chia sẻ trên trang cá nhân. Không muốn ồn ào trên truyền thông,
nữ ca sĩ đã giữ kín thông tin đám cưới với mọi người, nên hình ảnh của cặp đôi trong lễ cưới khá hiếm hoi. Mới đây trên trang cá nhân, một người bạn của Thu Thủy và Kim Nguyễn đã chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh cô dâu và chú rể song ca bài Ngày Hạnh Phúc trong đám cưới dưới sự chứng kiến của nhiều người. Không chỉ vậy, cả Thu Thủy và ông xã cùng nhau song ca với ca khúc lãng mạn Ngày Hạnh Phúc dưới sự chúc phúc hạnh phúc của đông đảo bạn bè thân thiết và hai bên gia đình. Sắp tới, cả hai sẽ tổ chức lễ cưới tại thành phố nhưng vẫn chưa tiết lộ rõ ràng về ngày cụ thể. Trước đó, cả hai đã chọn Đà Lạt là một nơi thơ mộng để ghi lại những khung ảnh ngọt ngào của mình. Còn ngày tổ chức tại thành phố nữa, Thu Thủy và bạn trai kém 10 tuổi vẫn chưa được biết ngày giờ cụ thể. Người hâm mộ cũng hy vọng sau đổ vỡ hôn nhân lần đầu, Thu Thủy sẽ tay trong tay hạnh phúc cùng ông xã kém tuổi Kim Nguyễn. Trấn Thành tức giận truy tìm danh tính anti-fan xúc phạm Hari Won, mất bao nhiêu tiền cũng tìm. Trấn Thành thu hút đông đảo sự chú ý khi đăng tải chia sẻ khá dài tâm thư truy tìm danh tính anti-fan xúc phạm đến vợ mình. MC Trấn Thành vô cùng bức xúc và quyết tìm những anti-fan phỉ báng và nguyền rủa gia đình và vợ của anh. Thời gian gần đây, nhiều sao Việt phải đối mặt với tin đồn thất thiệt từ anti-fan không phải là câu chuyện mới. Tuy nhiên, cách xử trí thẳng thắn của MC Trấn Thành vẫn khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Cụ thể mới đây, trên Facebook cá nhân, Trấn Thành thu hút đông đảo sự chú ý khi đăng tải bức tâm thư khá dài. Ông xã Hari Won không giấu nổi sự bức xúc khi bị một anti-fan vào trang cá nhân của anh để phỉ báng và nguyền rủa gia đình cũng như vợ của anh bằng những lời lẽ vô cùng cay độc. Dường như Asin đang rất quyết tâm làm cho ra lẽ khi mà kêu gọi mọi người hãy cùng truy lùng gấp nhân vật này. Anh cũng cho biết sẽ báo công an đến tận nhà đối tượng này để làm việc và thẳng thừng tuyên bố mất bao nhiêu tiền cũng sẽ truy lùng. Trấn Thành công khai danh tính anti-fan, kêu gọi mọi người giúp anh truy tìm địa chỉ. Nguyên văn đoạn chia sẻ của Trấn Thành: sáng sớm là tôi điên rồi. Xin 3T Trấn Thành Town, chuyên lùng gấp nhân vật này, cung cấp thông tin cá nhân và địa chỉ nhân vật này cho tôi nhé. Bạn có thể không thích tôi, nhưng không thể nhân danh bất cứ cái gì mà vào nhà tôi phỉ báng và nguyền rủa gia đình và vợ tôi như thế. Nếu bạn chỉ biết phu vơ một comment, tôi còn bỏ qua được. Đằng này là trả lời từng fan của tôi và liên tục nguyền rủa gia đình tôi bằng những lời cay nghiệt và tỏ ra cực kỳ thoải mái với vấn đề đó. Như bạn đã viết, cuộc đời này trả giá nhanh lắm, đúng, và bạn sắp phải trả giá cho hành động vừa này rồi. Tôi sẽ cho công an đến tận nhà bạn để làm việc và tuyên bố nhé, mất bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ truy ra bạn. Mọi người giúp tôi truy ra nhân vật này nhé, xin cảm ơn. Trấn Thành nổi tiếng là người chồng yêu thương vợ hết mực. Đây không phải lần đầu tiên sau việc gặp phải những tình huống như thế này. Trước đây, Nhật Kim Anh, Đàm Vĩnh Hưng là hai nghệ sĩ đã khiến người hâm mộ hãi dạ. Khi tìm đến tận nhà, những anti-fan đã bị đặt thông tin sai lệch và nhờ công an can thiệp để không làm ảnh hưởng đến hình ảnh của mình. Qua đây cũng sẽ là bài học cảnh tỉnh cho những ai luôn tự cho mình là anh hùng bàn phím và có quyền bôi nhọ hình ảnh của ai khác. Trấn Thành tiếp tục bức xúc khi vợ bị anti-fan xúc phạm, đừng lôi gia đình người ta vào, họ vô tội. Dù bênh vực vợ khá nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên MC Trấn Thành nổi trận kịch liệt đến mức như thế. Có lẽ Trấn Thành không thể nào im lặng khi thấy bà xã mình bị anti-fan mang câu chuyện bệnh ung thư ra để chỉ trích, chế giễu. Mới đây nhất, MC Trấn Thành một lần nữa đăng tải tâm thư về câu chuyện gây tranh cãi vừa qua, khi anh bức xúc đến mức nhờ đến cơ quan chức năng để tìm ra người đang cố tình chỉ trích Hari Won. Cụ thể, anh bộc bạch: một lần nữa xin khẩn thiết chia sẻ một quan điểm như sau. Tôi luôn tự hiểu, đã chọn nghiệp làm nghệ sĩ là đồng nghiệp với việc song hành với thị phi, tôi không than vãn vì điều đó. Khi không thích tôi, các bạn hoàn toàn có thể góp ý, chê bai, chỉ trích, nói chung là chia sẻ quan điểm một cách có văn hóa, sao cũng được. Những ai dùng lời lẽ quá thô tục, tôi xin phép block. Vì đây là nhà của tôi không muốn thấy điều tiêu cực và tôi muốn xây dựng một trang fanpage lành mạnh, nơi mọi người chia sẻ với nhau những điều tốt đẹp và hay ho. Khi mình có thái độ với ai thì nói thẳng với người đó, đừng lôi gia đình người ta vào, họ vô tội và không liên quan. Cái nào ra cái đó, sòng phẳng và nghĩa khí một chút nào. Phát ra những lời cay nghiệt và nguyền rủa người khác không làm họ tệ hơn mà mang nghiệp vào mình nặng hơn, vậy thì thốt ra nó để làm gì? Trước khi làm gì xấu với ai, hãy dừng lại vài giây và suy nghĩ. Nếu những điều mình sắp làm với người ta mà xảy ra với gia đình mình thì sao? Tôi tin là khi hình dung ra được như vậy, các bạn sẽ không làm đâu.
năm 2019 rồi, thoát ra khỏi cái xấu để cùng nhau sống tốt đi các bạn. Thay vì quá rảnh rỗi để tổn thương ai đó, hãy dành thời gian đó cho chính mình để nghĩ cách làm giàu và sống hạnh phúc đi. Vì khi bạn hạnh phúc, bạn sẽ không có thời gian đi làm buồn người khác đâu. Vậy bạn đang hạnh phúc hay bất hạnh? Hãy lo cho cuộc đời mình đi nhé, còn nhiều chuyện phải lo lắm. Đã khá lâu khán giả mới thấy Trấn Thành tức giận đến thế, dù bị soi mói rất nhiều lần. Nhưng anh thường im lặng, nhưng lần này Harry bị lấy câu chuyện ung thư tử cung trong quá khứ để chỉ trích, thì với vai trò là chồng, nam MC không thể đứng yên. Vượt qua được căn bệnh ung thư và sống vui vẻ hạnh phúc đến thời điểm này đã là điều may mắn nhất. Thay vì động viên thì chủ đề này lại để anti-fan chỉ trích, khiến Trấn Thành buộc phải nhờ đến cơ quan chức năng làm rõ sự việc. Đây không phải lần đầu tiên các nghệ sĩ bị chê bai vô lý như thế. Tuy nhiên, cách xử lý là tùy vào mỗi người và cũng tùy vào mức độ xúc phạm từ anti-fan. Dẫu vậy, nghệ sĩ cần được tôn trọng và không được lấy đời tư ra để chê trách. Hành vi xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm danh dự có thể cấu thành tội làm nhục người khác hoặc tội vu khống theo quy định tại Điều 155, Điều 156 Bộ Luật Hình sự 2015. Cụ thể, Điều 155, tội làm nhục người khác, người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm danh dự của người khác thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10 triệu đến 30 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm.